Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về được. Chiếc xe ở cái phân khúc sedan, quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe Daewoo Gentra phiên bản SX. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu, quý vị bạn nhé. Vẫn là biển 4 số và chiếc xe này đã lăn bánh được 13 vạn km rồi, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Tuy là sản xuất năm 2009, đời sâu nhưng mà chiếc xe rất là đẹp, mới lăn bánh 13 vạn km thôi, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết ạ, còn rất là mới, rất là đẹp, đẹp từ cái động cơ đến nội ngoại thất đều rất là đẹp, chưa có mối mọt gì cả, bên vỏ vào động cơ thì rất là đẹp rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 145 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Với 145 triệu đồng thì quý vị các bạn bỏ ra thì chỉ bằng một chiếc xe máy SH thôi, chỉ bằng một chiếc xe máy Honda SH thôi mà quý vị bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô con 5 chỗ ngồi, hay còn gọi là xe hai đầu đấy quý vị bạn nhé. Đấy, và nếu như quý vị bạn mà mua xe đời cao hơn thì với tầm tiền này thì cũng chỉ được những chiếc xe ví dụ như xe Kia Morning Van hoặc chiếc xe Spark thôi. Đấy thì cũng không được những chiếc xe, cũng ít sự lựa chọn. Nói chung là với cái tầm tiền hơn 100 triệu này thì ít sự lựa chọn lắm ạ. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Daewoo Gentra 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đấy ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi mua về được như chiếc xe này đấy ạ. Chúng tôi mua về được là chúng tôi đăng lên trên kênh này, quý vị các bạn đăng ký xem thì sẽ được đón nhận những video mới nhất đấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Daewoo Gentra 2009 phiên bản SX tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu này ạ. Mời quý vị và các bạn